Vâng, sau đây xin chào quý vị các bạn. Sau đây đến về đám cưới của Siêu Linh và thì bây giờ thì mời các anh chị rất là vui vẻ. Hello xin chào các bạn. Rồi bây giờ các bạn bây giờ rất là vui, chú rể và chú dâu, có đây là anh bạn của bác và chú dâu rất là vui. Lên đây xin chào bạn, đám cưới các bạn rất là vui. Xin chào chị. Chào lên. Giờ ai nữa rất buồn và không muốn nói, bây giờ
bà rất là đẹp gái và xinh dáng rất vui tính. Thì bây giờ để quay ra đầu tiên này, cười lên đi, cười lên, cố gắng cười lên đi, cười lên, let's go. Mình đăng lên, chả có việc gì đâu, đăng lên thì ý là kỷ niệm cái này là năm mới. Đẹp trai, cao cao, cổ và ít uống rượu, không mê gái và hắn lắm được trên 100 tỷ. Đóng bầu con, các em à, trực tiếp lớn. Thì bây giờ thì xin mời ông rất khỏe uống rượu, rất giỏi. Thì bây giờ bắt đầu, gói bắt tay, hay kết. Xin video nó này là hết. Thì bây giờ chào các bạn, đây là ông chủ này, ông chủ máy này, ông chủ rất đẹp trai và chị nghĩ rằng đẹp trai. À, bây giờ ba muốn nói, ba không nói được thì không hiểu, thì hơi thông cảm nhá. Thì bây giờ ông là ông chủ đây, ông chủ máy này, đẹp trai. Chào mọi người, thì bây giờ thì ông lưu lại cái đấy, tăng lên.